Ngày 11 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bát Sát khóa 23 tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh được bắt sát thực hiện đạt nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP bình quân năm 2023 ước đạt trên 10%. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện linh hoạt hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,8% so với năm 2022. Phát triển 272 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trên dân số đạt 61%. Hết năm 2023 đã có 22 trên 31 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết năm, trong đó có 13 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung sự thảo nghị quyết với 18 chỉ tiêu chủ yếu của ban chấp hành Đảng bộ huyện trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Lý Thị Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đảng bộ huyện bắt sát cần thực hiện tốt trong năm 2024 trọng tâm trong công tác xây dựng đảng cán bộ lãnh đạo các cấp cần sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia làm tốt công tác quy hoạch các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai quản lý tài nguyên khoáng sản